Chào các bạn, trong video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo kiểu dáng cũng đơn giản nhưng mà cũng khá là xinh nhá. Như vậy thì để móc được cái áo này các bạn chuẩn bị cho tớ len. Len thì các cái sợi len mà nó mỏng nhẹ như sợi Alize 800 hoặc là sợi Woodline ấy. Đối với các cái sợi đấy thì mình sẽ sử dụng kim 2mm cho tới 2,2 nhé. Nói chung là tùy tay người móc thôi. Nhưng ở đây tôi sử dụng kim 2mm này. Đấy, như vậy thì đối với cái áo này thì các bạn thấy này, chủ yếu là mình móc họa tiết ở tay. Móc họa tiết ở tay với là cái cách tăng cổ áo lên. Thế thôi, chứ nó không vấn đề gì cả, toàn là mũi kép hết. Như vậy thì trước hết là mình sẽ thực hiện chia mũi. Đối với cái áo này thì nếu như các bạn thích cổ rộng thì các bạn có thể móc khoảng 240. Còn với cái size này nhá, size kim này và size sợi này thì mình móc ở đây là 240 này. 240 nếu thích cổ rộng. Còn nếu như các bạn không thích cổ rộng nhiều lắm thì các bạn có thể giảm bớt như 200 hoặc 220 thôi. 220 đó. Tại vì sợi này nó khá là bé. Như vậy thì mình sẽ thực hiện chia như sau. Mình sẽ cái cổ này mình sẽ chia ví dụ như là ở đây là 240 nhá. Thì sau khi mà móc cái áo này ấy, thì rút ra được một kinh nghiệm là nếu như mà mình chia vuông, nếu mà mình chia vuông 60 60 60 ấy, thì cái phần tay nó sẽ phần tay này này, phần ống tay nó sẽ khá là rộng. Phần ống tay nó sẽ khá là rộng và cái phần nách đây này thì nó sẽ khá là sâu, thì nó mới đủ cái bề ngang của áo, nó mới đủ bề ngang của áo. Như vậy thì thay vì mà mình chia 60 60 ấy, thì mình sẽ chia bên tay là 55 thôi. 55, bên này 65. 65 là đủ 240 chưa nhỉ? 240 thì mình sẽ móc lên là thành 244 mũi nhé. Bởi vì là chỗ này mỗi bên một mũi. Đấy. Như vậy thì sau khi mà chia số mũi xong, chia số mũi xong thì mình sẽ thực hiện như sau. Cái phần đầu tiên là mình sẽ móc từ cổ xuống. Đấy, như vậy đầu tiên mình móc từ cổ xuống thì mình bắt 244 mũi bính. Bắt 244 mũi bính. Sau đấy các bạn dùng mũi rời các bạn nối tròn lại. Và hàng đầu tiên mình sẽ móc toàn bộ là mũi kép hết. Đấy nhá. Hàng đầu tiên móc toàn bộ là mũi kép. Sau khi mà móc hàng đầu tiên này toàn bộ là mũi kép hết thì bắt đầu từ hàng thứ hai mình sẽ thực hiện chia thân và tay, bắt đầu thực hiện vào họa tiết của tay luôn. Đấy nha. Đó. Như vậy thì đối với cái phần này thì mình sẽ thực hiện móc như sau. Bắt đầu từ hàng thứ hai này, tại vì hàng đầu tiên là mình sẽ móc toàn bộ là mũi kép hết rồi, thì bắt đầu từ hàng thứ hai các bạn sẽ thực hiện như sau. Cái góc đầu tiên này, góc đầu tiên này là mình sẽ chừa một mũi. Đây, bắt đầu mình sẽ thực hiện vào cái góc đầu tiên. Đối với cái góc đầu tiên á, thì mình sẽ móc 1, 2, 3, 4 mũi bính nhé. Sau đấy này, mình móc một chân vào đây. Cùng cái chân đấy luôn nhé. Một mũi kép.
Sau đó mình sẽ móc mũi kép, toàn bộ mũi kép hết. Như là mình móc 65 mũi. Móc 65 mũi nhá. Đấy. Sau khi mà móc đủ 65 mũi thì đến cái chỗ này này, mình lại tăng giống như bên này. Tăng giống như bên này này. Bằng cách là mình sẽ móc 1 kép, 1 kép nhé, 1 bính, móc cùng vào cái chân đấy luôn, 1 mũi kép nữa. Sau đấy mình sẽ móc vào đây. Đây là bắt đầu chuyển sang tay. Chuyển sang tay thì nó sẽ có cái họa tiết như thế này này. Họa tiết bông như này. Đấy các bạn để ý này. Như vậy là khi mà mình chuyển sang tay á, là mình sẽ phải móc họa tiết bông. Mà muốn móc cái họa tiết bông này á, thì ban đầu thì tớ móc nó, tớ chia cái chỗ này thành thành lưới 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 này, thì là sẽ là 1 2 1 2 3 4 4 mũi ở giữa đây. 4 mũi thì cái chỗ này mình sẽ mất là 1 2 1 2, cách 2 đấy, 2 3 5 6 9 12 15 12 10 đâu, từ từ nhé, để tôi đếm lại, tôi chia cho chính xác cho các bạn làm này. Ở đây là mình sẽ mất là 3, ở khoảng ở giữa đây là sẽ là 3 6 9 12 12 với bên này là 14 mũi. 14 mũi, như vậy thì mình sẽ lấy 55 trừ 14, 55 trừ 15, như vậy là mình sẽ móc mỗi bên trừ đi 15 là còn 40. Như vậy là mình sẽ móc là chỗ này là vặn thừng này, à chỗ này là họa tiết này, thì mình móc bên này 20, bên này 20 nhá. Đấy, như vậy thì được 20 mũi rồi này. Nếu như mà mình móc được 20 mũi kép rồi, 20 mũi kép từ cái chỗ này vào, các bạn canh đều hai bên để chia nhé. Thì sau đấy các bạn sẽ thực hiện cái phần này như sau. Thực hiện cái chỗ này này. Từ từ để mình xem thử là có cần thiết không. Nếu mà tại vì cái chỗ đấy nó hơi lỗi nhé. Để tớ móc cái chỗ này xem thử nha. Đây này, mình sẽ móc này 1, 2, 3 3 mũi bính nhá. 3 mũi bính này, mình bỏ qua hai chân. Bỏ qua hai chân,
mình móc một mũi đơn, sau đấy mình móc 1 2 3 mũi bính, bỏ qua hai chân, móc một mũi đơn, sau đấy móc 1 2 4 5 mũi bính, 5 mũi bính nhá, 5 mũi bính, sau đấy mình bỏ qua hai chân, một hai ba, bỏ qua hai chân nữa này, một hai ba, sau đó mình bỏ qua hai chân và lên đây móc một mũi kép. Để từ từ tôi đếm lại thử là nó có đúng 14 mũi không nhá, à 15 mũi không nhá. 3 3 là 6 9 12 15. Rồi, như vậy thì các bạn chia đều hai bên. Mỗi bên chỗ này là sẽ là 20 mũi. 20 nhưng mà ở giữa đây có 14 thôi. Như vậy thì cái chỗ này là mình sẽ móc 44 mũi, 54 mũi. 54 mũi thôi nhá. Chỗ này tăng lên 66. Đấy, như vậy thì tiếp tục các bạn móc thêm 20 mũi nữa. 20 mũi nữa để đến đây. Đến đây thì mình sẽ chia. Chia thì cũng giống như bên kia này, thêm mình sẽ tăng này, 1 này. Đấy. Tăng vào. Các bạn tăng như vậy và móc tiếp 66 mũi kép, đến đây tăng rồi móc cái tay giống như bên này. Móc cái chỗ tay á, giống như bên này, giống như bên này. Sau đấy này. Kết thúc cái hàng thứ nhất. Cái hàng mà có họa tiết á, kết thúc cái hàng thứ nhất nhá, thì đến lúc mà sang bên này, sang bên này thì cái mũi cuối cùng, cái chỗ này nó hơi rối, từ từ để tôi móc cái chỗ này thêm. Đấy, ví dụ như là tớ đã móc xong được tới đây rồi. Ví dụ như là tớ móc xong tới đây thì tớ sẽ móc vào đây, vào cái chân mũi bính thứ ba, móc vào chân mũi bính thứ ba, chừa lại một mũi bính ở giữa nhá, là một mũi rời. Sau đấy này tớ sẽ rời vào đây, rời vào đây một mũi, rời vào này, sau đó móc lên 3 4, móc vào đây một, móc vào cái mũi mũi bính ở giữa đây này, đấy là mình đã tăng mũi nhá. Sau đấy mình móc chỗ này. Như vậy thì tất cả các cái chỗ tăng á, là mình sẽ móc một kép, một bính, một kép. Riêng cái chỗ mà giáp hàng á, thì mình sẽ móc như tớ vừa mới thực hiện. Và móc sau đó các bạn móc tất cả các cái chỗ này là mũi kép hết. Chỗ nào tăng thì mình sẽ thực hiện tăng mũi. Chỗ nào tăng thì thực hiện tăng, mà chỗ nào mà mình cần phải móc họa tiết thì mình sẽ móc họa tiết nhé. Đây, ví dụ như đến đây là mình sẽ phải tăng mũi này. Đây. Đến đây là phải tăng mũi thì mình sẽ thực hiện như thế này. Móc vào giữa cái mũi này này. Mũi bính ở hàng trước ấy. Móc vào đây một kép, một bính. Một kép. Đấy, như vậy là mình tăng nhá.
Sau đây cái hàng họa tiết thứ hai này. Cái chỗ này là tớ đã móc được. Hàng họa tiết đầu tiên hơi khác cái tay của tớ nhá. Cái tay của tớ là cái chỗ này tớ móc nó lưới lưới chỗ này nhưng mà nhìn nó không được đẹp mấy. Tớ sửa lại cái đoạn này cho các bạn móc luôn. Đây, tới đây thì bắt đầu này. Mình sẽ móc 1, 2, 3, 3 mũi. Móc vào đây. Móc vào cái ô thứ hai đây này. Một mũi đơn. Xong một mũi đính. Một mũi kép. Một mũi bính, một mũi kép. Các bạn thực hiện như vậy 5 lần. Một bính, một kép, một bính, một kép. Một bính. Một đợt. Đấy. Sau đấy mọi người móc lên. Ba mũi, 1, 2, 3. Và móc mũi kép vào đây bình thường. Đó, như vậy thì đây là cái hàng họa tiết thứ hai. Hàng họa tiết thứ hai nhá. Còn tất cả các cái chỗ khác thì các bạn móc bình thường là mũi kép hết. Chỗ tăng thì mình sẽ móc mà một kép, một bính, một kép vào chung một chân. Sau đấy này, đến hàng thứ hàng họa tiết tiếp theo. Hàng họa tiết tiếp theo thì mọi người sẽ móc như sau. Sau khi mà kết thúc thì cái hàng họa tiết tiếp theo thì mọi người sẽ thực hiện như sau. Tôi chuyển sang cái phần họa tiết tiếp theo này. Các bạn là móc bình thường cho tới cái phần họa tiết thì cứ thực hiện hàng họa tiết thứ ba. Đây nha. 1 này, 2 này, 3 bính này. Xong đấy này. Các bạn sẽ móc. Đây nhá. Móc vào chỗ này. Cho tới 6 mũi. Kéo lên 6 mũi. 2 3 4 5 6. Các bạn kéo thêm thì cái hột nó sẽ to hơn. Sau đấy 2 bính. Tiếp tục. 1 2 3 4 5 6. Hai bính. Hai bính. Đấy, như vậy thì mình sẽ móc được cái chỗ này là 4 cái hạt. 1 này, 2 3
kéo cái hạt nó dài dài ra chút thì nó sẽ hạt nó sẽ nhìn nó sẽ to hơn. Sau đấy mình móc 1 2 3. Móc mũi kép vào đây bình thường. Sau đấy tiếp tục cứ móc như vậy, thì đến phần họa tiết ở tay thì mình sẽ móc lặp lại 3 cái hàng họa tiết như vừa rồi. Như vậy thì đối với cái hàng đầu tiên á, là mình sẽ ở đây nó có mũi kép hết, nhưng mà bây giờ đến cái hàng họa tiết tiếp theo á, thì chỗ này này, đến đây mình sẽ móc là 3 bính nối vào đây, 3 bính nối vào đây, sau đấy 5 bính nối từ bên này qua bên này. Đây nhá, hàng họa tiết tiếp theo này, 3 bính nối vào đây, 3 bính nối vào giữa đây, sau đấy 5 bính nối bỏ qua hai cái này, nối vào đây, 3 bính nối vào đây, 3 bính nối lên. Và sau đấy thực hiện lặp lại các cái hàng họa tiết như mà tớ vừa mới thực hiện nhá. Đấy, sau khi mà bóc như vậy đủ cái độ rộng của nách thì mình sẽ thực hiện chia nách ra. Thực hiện chia nách ra, móc thẳng xuống thân, móc toàn bộ bằng mũi kép thẳng xuống thân, sau đấy nối sợi vào móc tay. Bạn nào mà không biết chia nách thì có thể tham khảo ở các video ở bên dưới nữa nhé. Chia nách thì mình chỉ cần nối cái phần này này, đây, nối hai cái này lại với nhau thì thành nách thôi. Nối hai cái này lại với nhau thì thành nách, rồi sau đấy mình móc thẳng xuống thân. Còn cái phần mà viền cổ và cái viền đây thì mình sẽ móc một ngoặc trước một ngoặc sau, tay cũng vậy. Nếu như mà các bạn thích tay phồng á, thì các bạn có thể giảm mũi đi, sau đấy rồi các bạn mới móc viền tay, giảm bớt mũi đấy, giảm bớt mũi tùy cái độ phồng mà mình thích thôi. Còn nếu mà không thích phồng á, thì mình cứ móc một ngoặc trước một ngoặc sau thì viền tay là được. Như vậy thì chúc các bạn có sản phẩm đẹp nhé.